quá đẹp luôn. Xin chào các bạn, hôm nay cùng mình mua sen đá online nha. Đây là cái website mà mình rất yêu thích đây các bạn, evgfarm.com ha. Ở đây nó có hai dạng chậu đây các bạn, chậu nhỏ 2 inches và 4 inches. Mình sẽ coi cái 2 inches trước nha. Ở đây nó có rất là nhiều loại sen và giá của 2 inches là 2 đồng rưỡi nha các bạn. Bây giờ mình qua coi thử cái 4 inches xem. Trước đó mình đã shop rồi đây các bạn. Đây, 18 cái ở trong cái giỏ của mình rồi. Cây này đẹp quá. Cây này mình chưa có. Mình sẽ lấy cây này. Thường thì cái chậu 4 inches là 5 đồng nhưng mà cái này là 6 đồng nha các bạn. 6 đồng thì nó mắc hơn chút xíu, chắc là nó hiếm đó các bạn. Trước đó mình đã chọn hai cây này rồi các bạn. Đây, họ đã confirm cho mình đây các bạn. Và cái địa chỉ để mình đến pick up. Tổng cộng mình mua là 18 cây nha các bạn. Và nó là 79 đồng 74. Đây là tổng cộng đây, 18 cây nha các bạn. Và 18 cây là 73 đồng. Mình đến đó mình nhận sen đá cho nên sẽ không có tiền shipping nha các bạn. Ở đây nó là free đây các bạn. Và tiền thuế là 6 đồng 74 ở đây. Và tổng cộng là 79 đồng 74 đây các bạn. Và họ có cho mình cái số order ở đây nữa. Đến đó mình nhận sen đá thì mình đọc cái số order này lên là họ sẽ đưa cho mình thôi. Tôi còn trẻ lắm, mới lấy vợ thôi. Xin chào các bạn, đây là anh tài xế của mình. Anh tài xế nha. Anh tài xế chứ không có phải là bác tài xế đâu nha. Bác tài xế là không có chịu đâu đó. Dạ, ông chưa có già. Anh chưa có già. Ờ, anh chưa có già. Coi anh ngồi lái xe là chịu nổi anh không. Hôm nay anh sẽ chở mình đi lấy sen đá nha các bạn ơi. Đây, anh đây. Dạ, anh bị vô lên YouTube nha mà anh không có tiền gì hết đó. Lên YouTube đòi trả tiền không à. Ai lấy tiền chứ, ổng bị bắt làm công quả đó. Nhiều người muốn làm công quả lắm đó anh tài xế. Dạ, về Việt Nam á, đầy á. Tôi qua đây làm cục chèo với tôi. Mình đặt hàng online rồi, bây giờ đi lấy đây các bạn. Người ta cũng có gửi đến cho mình nhưng mà mình không có thích, mình muốn đi lấy. Tại vì đi lấy thì cây nó sẽ không có bị bỏ ra khỏi đất, nó còn nguyên trong chậu thì nó sẽ sống khỏe hơn. Khi người ta gửi thì người ta sẽ bỏ hết đất, cho nên cái cây của mình nó sẽ không có khỏe, cho nên mình đi lấy. Tại ở đây nó cũng gần nhà mình. Và đây cũng là lần thứ 3 mình đi mua đây các bạn. Chúng ta cùng đi thôi. Chứ anh tài xế. Phải anh tài xế không? Dạ, kêu anh thì lái đúng rồi. Kêu bác tài xế lái lộn đường. Tại vì ông già rồi. Mấy cái con nêu đi bắt.
Viêm đét hả? Sực lên luôn cây trên cây luôn hả? Cây không có sao hả? Sao? Ồ, cái viêm đét sực rồi hả? Lâu lâu cái nó bị không có biết, không biết sao được á. Nó sợ viêm đét. Nhà mình cũng sợ viêm đét luôn hả? Cảm ơn nha. Này xem đã mà rét thì cũng chú ơi, cái cây này tên gì hả? Có thể mua trả tiền được không? Không, không có được. Sorry. Không có hả? Ở trên online là không thấy cái cây đấy phải? Cái này hả? Dạ. Yeah. Cái đó là kêu bà. Rồi, cái đó không bán đây mà. Cái này không có bán nhưng mà ở trong hình như chắc hết. Martin Hybrid. Cái màu nó đẹp quá. Để lâu, phơi nắng lâu. Ồ, vậy hả? Ồ, trong này. Này bỏ trong lưới. Quá chừng đẹp luôn. Đây là cái khóa rượu của mình. Quá đẹp luôn. Super huge. Mình đã lấy sen đá về rồi các bạn ơi. Mình mua là tổng cộng 18 cây nha các bạn, cả lớn cả nhỏ luôn. Cả lớn cả nhỏ. Cây này có hoa rất là đẹp luôn các bạn. Hoa đẹp lắm luôn. Hôm nay vui lắm các bạn. Mình đi lấy cái cây này về thì ông xã mình hỏi là: "Ui sao nó giống củ khoai lang tím, nó trẻ ra làm đôi quá vậy?" Đây. Cho bác cho các bạn coi gần nha. Đó, nó tím tím vậy nè. Ông xã mình nói là: "Ôi giống củ khoai lang tím, nó trẻ ra làm đôi." Cây này như là cây đá trẻ đó các bạn. Cây này là chỉ riêng cây này là 7 đồng một cây nha các bạn, 7 đồng. Còn lại những cây này cây trong cái chậu 4 inch là cỡ này nè, là 5 đồng. Ở đây những cái chậu nhỏ như thế này, những chậu nhỏ như thế này thì 2 đồng rưỡi một chậu. Cây ionium này nó lạ không các bạn? Mình thấy cây này lạ quá cho nên mình mua. Mình chưa có cây này nè. Đây mời các bạn coi cận cảnh nha. Tên thì mình không có nhớ nổi đâu, phải coi giấy thôi các bạn. Chỉ biết nó là Echeveria. Đó, nhìn nó hơi giống giống nhau đúng không các bạn? Nhưng mà mình chọn mỗi loại khác nhau đó, không có giống nhau đó. Cây này lúc trước mình nhớ mình mua có một cây nó cũng giống như vậy, nhưng mà bây giờ cây của mình nó màu xanh. Em này hồng hồng tím tím. Mấy cây này thì mình trồng không có nên để ngoài nắng nha các bạn.
Các bạn hỏi mình có cây tứ phương không? Mình mua một cây đây. Cây 2,5 đồng thôi. Cây tứ phương. Còn cây này là cây gì mình không có nhớ tên đâu. Có cái bông rất là đẹp luôn. Từ từ có thời gian mình sẽ chuyển chậu cho những cây sen đá này nha các bạn. Và mình xin kết thúc video mua sen đá ngày hôm nay. Hẹn các bạn vào những video kế tiếp nha. Mình thấy mấy cái lá khô là muốn lấy ra thôi à. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Bye bye.